Hello, xin chào các bạn. Hôm nay ngày 4 tháng 9 năm 2022. Chúng ta sẽ đọc phần còn lại của phần 3 nhỏ glucose. Trong cuốn Chiếc nút áo của Napoleon, 17 phân tử thay đổi thế giới. Tác giả Benny Lecoute, Jay Burison. Nhà xuất bản trẻ, người dịch Nguyễn Vĩnh Khanh. Cơ quan cảm nhận vị của con người được đặt tại các chồi vị giác, một nhóm các tế bào chuyên biệt nằm trên lưỡi. Không phải tất cả các phần của lưỡi đều có thể nhận biết các vị theo cùng một cách thức hay cùng một mức độ. Đầu lưỡi là phần nhạy cảm nhất với vị ngọt, trong khi vị chua được nhận biết mạnh mẽ nhất ở hai bên cạnh lưỡi, gần cuốn lưỡi. Bạn có thể kiểm chứng điều này một cách dễ dàng bằng cách nhỏ một vài giọt dung dịch đường vào phần cạnh lưỡi và sau đó vào phần đầu lưỡi. Phần đầu lưỡi cảm nhận vị ngọt mạnh mẽ hơn. Nếu dùng nước cốt chanh thay cho nước đường, sự khác biệt rõ ràng hơn nhiều. Tại đầu lưỡi, dường như nước cốt chanh không chua lắm, nhưng chỉ cần đặt một lát chanh nhỏ chạm vào phần cạnh lưỡi, bạn sẽ phát hiện ra nơi cảm nhận được vị chua mạnh mẽ nhất. Bạn có thể tiếp tục thí nghiệm này. Vị đắng được cảm nhận rõ ràng nhất tại vùng giữa phía cuốn lưỡi, và vùng cảm nhận vị mặn tốt nhất là ở hai bên phía gần đầu lưỡi. Vị ngọt được nghiên cứu kỹ hơn nhiều so với các loại vị khác, bởi lẽ hiển nhiên là từ thời kỳ buôn bán nô lệ, nó vẫn là một lĩnh vực kinh doanh khổng lồ. Mối quan hệ giữa cấu trúc hóa học và vị ngọt là sự phụ thuộc khá phức tạp. Một mô hình đơn giản được gọi là mô hình AHB gợi ý rằng vị ngọt phụ thuộc vào sự sắp xếp của một nhóm các nguyên tử trong một phân tử. Các nguyên tử này ký hiệu A và B trong hình vẽ. Có dạng hình nọc đặc biệt có thể khiến nguyên tử B bị hút về phía nguyên tử hydro gắn vào nguyên tử A. Kết quả là trong một thời gian ngắn, phân tử có vị ngọt được gắn vào phân tử protein của cơ quan nhận biết vị, làm phát sinh một tín hiệu truyền qua các dây thần kinh báo cho não bộ đây là vị ngọt. A và B thông thường là các nguyên tử oxy hoặc nitơ. AB đây các bạn ạ. Mặc dù một trong số chúng cũng có thể là nguyên tử lưu huỳnh sulfo. Lưu huỳnh sulfo đây các bạn. Nguyên tử lưu huỳnh. Ok. Như vậy hợp chất của vị ngọt là có dạng như này. AHB đây ha. AHB. Thì nguyên tử hydro này đây có dạng nọc đặc biệt có thể khiến nguyên tử B bị hút về phía nguyên tử hydro gắn vào nguyên tử A. Đấy, có nghĩa là đây là có sự liên kết giữa nguyên tử hydro này với B. Đấy, của các cái này là các cái cơ quan nhận biết vị đây. Okay. Như vậy A B sẽ liên kết hydro với trong lập này ha. Còn ở dưới cũng có tương tự như vậy các em. Điều khá thú vị ha. Có rất nhiều các hợp chất có vị ngọt nhưng không phải tất cả đều ăn được. Ví dụ như ethylene glycol là thành phần chính của chất chống đông sử dụng trong hệ thống tản nhiệt của xe ô tô. Độ tan và độ linh hoạt của phân tử ethylene glycol cũng như khoảng cách giữa các nguyên tử oxy trong phân tử này tương tự khoảng cách giữa các nguyên tử oxy trong phân tử đường là những yếu tố tạo nên vị ngọt của nó. Nhưng đây là một chất cực độc. Là một chất cực độc. Một lượng nhỏ tương đương một muỗng canh chất này có thể gây tử vong cho người hoặc động vật nuôi trong nhà.
Điều thú vị là ethylene glycol không phải là nguyên nhân trực tiếp gây tử vong, mà là hợp chất do cơ thể chuyển hóa thành từ ethylene glycol. Quá trình oxy hóa ethylene glycol bởi enzyme trong cơ thể tạo ra axit oxalic này các bạn. Axit oxalic là H2C24 đây. Đấy, quá thú vị. Oxalic acid có trong nhiều loại thực vật khác nhau, bao gồm một vài loại rau củ trong bữa ăn của chúng ta, ví dụ như cây đại hoàng hay cải, bó xôi. Chúng ta thường dùng các loại thực phẩm này với khối lượng vừa đủ, và thận của chúng ta có thể đối phó được hàm lượng acid oxalic đó. Tuy nhiên, nếu chúng ta nuốt phải ethylene glycol, sự xuất hiện đột ngột của một lượng lớn acid oxalic sẽ gây tổn hại nặng nề cho thận và dẫn đến tử vong. Nguy hiểm. Ăn salad cải bó xôi và bánh đại hoàng trong cùng một bữa ăn sẽ không gây ra hậu quả gì. Có lẽ rất khó để ăn một lượng cải bó xôi và đại hoàng đủ lớn để tạo ra bất cứ tổn hại nào, trừ phi bạn bị sỏi thận. Những dị vật tích tụ nhiều năm trong thận. Sỏi thận gồm có các thành phần là canxi oxalat. Quá hay đấy nha bạn. Canxi oxalat. Một loại muối canxi của axit oxalic. Những người bị sỏi thận được khuyên tránh ăn những thức ăn có hàm lượng oxalat cao. Đối với đa số chúng ta, lời khuyên tốt nhất là hãy ăn uống có chừng mực. Một hợp chất hóa học có cấu trúc khá giống với ethylene glycol và cũng có vị ngọt là glycerol. Glycerol được sử dụng như một loại phụ gia trong khá nhiều thực phẩm chế biến sẵn, do nó có độ nhớt cao và độ tan lớn trong nước. Thuật ngữ phụ gia đó các bạn. Đây, food additive đây. Thuật ngữ phụ gia thực phẩm thường tạo ấn tượng không tốt trong những năm gần đây, với quan điểm cho rằng phụ gia thực phẩm thường là các chất vô cơ, không có nguồn gốc tự nhiên và không tốt cho sức khỏe. Thú vị. Glycerol là một chất hữu cơ không độc và là thành phần tự nhiên của nhiều sản phẩm, ví dụ như rượu vang. Glycerol này các bạn. Khi bạn lắc nhẹ một ly rượu vang, những vết rượu bám trên thành của ly là do sự hiện diện của glycerol trong rượu đã làm tăng độ sánh và mượt của rượu thượng hạng. Ok. Không có gì ngọt ngào. Có rất nhiều hợp chất không phải đường nhưng có vị ngọt. Và một số trong các hợp chất này là cơ sở của nền công nghiệp chất ngọt, chất làm ngọt nhân tạo trị giá hàng tỷ đô la. Làm ngọt nhân tạo nha các bạn. Artificial sweetener. Okay. Bên cạnh điều kiện cần thiết là phải có cấu trúc hóa học trong một chừng mực nào đó tương tự với dạng hình học của đường, để có thể tương thích và kết nối với các tế bào tiếp nhận vị ngọt. Các chất làm ngọt nhân tạo cần phải tan được trong nước, không độc và không chuyển hóa trong cơ thể người. Các chất làm ngọt nhân tạo thường có độ ngọt cao hơn đường hàng trăm lần. Độ ngọt đây các bạn. The substances are usually hundreds of times sweeter than sugar. Okay, độ ngọt sweet. Chất làm ngọt nhân tạo đầu tiên được phát minh ra là saccharin, một loại bột mì. Saccharin nè các bạn. Okay. Một loại bột mì. Những người làm việc với hợp chất này thường cảm nhận được vị ngọt khi vô tình chạm ngón tay của mình vào miệng. Saccharin là một chất rất ngọt. Chỉ một lượng vô cùng nhỏ saccharin cũng đủ để tạo ra vị ngọt. Đây rõ ràng là điều đã xảy ra vào năm 1879, khi một sinh viên hóa học của Đại học John Hopkins tại Baltimore nhận ra vị ngọt bất thường ở chiếc bánh mì đang ăn. Sinh viên này đã quay trở lại kệ thí nghiệm của mình và nếm tất cả các hóa chất mà anh ta đã sử dụng trong ngày hôm đó. Nhiều rủi ro, nhưng là phương pháp phổ biến vào thời gian đó để xác định phân tử mới.
quá nguy hiểm. Và đã phát hiện ra rằng saccharin có độ ngọt rất mạnh, okay. Intensely sweet. Saccharin không có giá trị năng lượng và không cần nhiều thời gian vào năm 1885 để sự kết hợp giữa vị ngọt và đặc tính không chứa năng lượng được đưa vào khai thác trong thương mại. Ban đầu được sử dụng thay thế đường trong chế độ ăn uống của những bệnh nhân tiểu đường, saccharin nhanh chóng trở thành loại chất tạo ngọt thay thế cho đường được mọi người chấp nhận. Sự lo lắng về độc tính có thể có và vấn đề về dư vị kim loại đọng lại trong miệng sau khi sử dụng saccharin đã dẫn đến việc phát minh ra các loại chất tạo ngọt khác như cyclamate. Cyclamate đó các bạn. Đây. Cyclamate. Và chất thứ hai là aspartame. Ad này. Aspartame, okay. Đây là hóa chất như vậy là đây ta có ba chất làm ngọt nhân tạo này, saccharin, cyclamate, tức là cyclamate đó, và aspartame hay là aspartam. Aspartam, okay. Như bạn có thể thấy, cấu trúc hóa học của chúng khác nhau khá nhiều và rất khác so với đường, nhưng tất cả các hợp chất này đều có những nguyên tử phù hợp cùng với vị trí xếp đặt đặc biệt, sắp xếp đặc biệt, dạng hình học và độ linh hoạt cần thiết để tạo nên đồ ngọt. Đây ba phân tử đó các bạn, đây là đường saccharin, còn đây là sodium cyclamate. Okay. Đây là aspartam. Không có chất làm ngọt nhân tạo nào là không có vấn đề. Một vài chất dễ bị phân hủy bởi nhiệt độ nên chỉ có thể sử dụng trong các loại nước giải khát hoặc thực phẩm lạnh. Một số rất khó tan và một số khác có những vị lạ dễ dàng nhận ra cùng với vị ngọt. Dù là một hợp chất tổng hợp, nhưng aspartam được tạo thành từ hai amino acid có sẵn trong thiên nhiên. Aspartam cũng được chuyển hóa trong cơ thể, nhưng vì nó có độ ngọt cao hơn glucose 200 lần, nên chỉ cần một lượng rất nhỏ là có thể tạo được vị ngọt mong muốn. Những người mắc chứng bệnh di truyền PKU, tức là phenylketonuria, một chứng bệnh liên quan đến việc không có khả năng chuyển hóa phenylalanine, một loại amino acid sinh ra khi phân hủy aspartam, được khuyên tránh sử dụng chất ngọt nhân tạo này. Quá thú vị. Một loại chất ngọt nhân tạo mới được Hiệp hội Thực phẩm và Thuốc Hoa Kỳ cho phép lưu hành vào năm 1998 đã tiếp cận vấn đề chất làm ngọt nhân tạo theo một hướng khác. Sacraluza đây các bạn. Okay. Sacraluza có cấu trúc rất giống với sacrose, tức là saccharose đó. Ngoại trừ hai điểm, đầu tiên phân tử glucose phía bên trái trong hình vẽ được thay bởi galactose cùng một phân tử như trong lactose. Điểm thứ hai là ba nguyên tử chlorine thay thế vào vị trí của ba nhóm OH, một nhóm trong phân tử galactose và hai nhóm trong phân tử fructose phía bên trái được chỉ dẫn bởi các mũi tên. Ba nguyên tử chlorine không làm thay đổi vị ngọt của sacralose. Nhưng chúng ngăn không cho cơ thể chuyển hóa loại đường này. Do vậy, sacralose là đường không mang năng lượng. Ồ, quá hay. Sacralose. Đây các bạn ạ. Và nhìn nó khá là giống với saccharose không các bạn ạ. Nhưng mà có một số điểm khác đấy, đã phân tích ở trên. Okay. Hãy nhắc lại cái điểm khác nó là gì. Điểm khác thứ nhất là phân tử glucose phía bên trái trong hình vẽ được thay bởi galactose, tức là cái này là galactose chứ không phải là glucose, cùng một phân tử như trong lactose. Điểm thứ hai là ba nguyên tử clo thay thế vào ba vị trí nhóm H, đây clo 1 này, clo 2 này, clo 3. Okay.
thay thế vào vị trí của ba nhóm OH, một nhóm trong phân tử galactose và hai nhóm trong phân tử fructose. Đây, một nhóm trong này và hai nhóm trong này. Ok. Và chính sự xuất hiện của ba phân tử clo này thì mặc dù không làm thay đổi vị ngọt của sacralose, nhưng chúng không cho cơ thể chuyển hóa loại đường này. Ok, quá thú vị. Do vậy, sacralose là đường không mang năng lượng. Ok. Hence sacralose is a non calorific sugar. Ok. Các chất làm ngọt tự nhiên không đường đang được tìm kiếm từ những loại thực vật chứa các chất làm ngọt hiệu lực cao. Những chất có độ ngọt gấp hàng ngàn lần sacrose. Những người dân bản địa đã biết đến các loại thực vật có vị ngọt từ nhiều thế kỷ trước đây. Loại thảo mộc Nam Mỹ Stevia Ribaudiana, rễ của cây cam thảo. Glycy Hiza, Glapa hay Lipia Dulcis, một loại cỏ roi ngựa sinh trưởng tại Mexico và thân rễ của loài dương sĩ Seliguia Fei ở Tây Java là một vài ví dụ điển hình. Các hợp chất ngọt nguồn gốc tự nhiên có tiềm năng thương mại cao, nhưng cần phải khắc phục được các vấn đề hàm lượng thấp, độc tính, khả năng tan trong nước kiếm, dư vị khó chấp nhận, độ ổn định và chất lượng. Okay. Như vậy là small concentration, toxicity, low water solubility, unacceptable after test, stability and variable quality still need to be overcome. Mặc dù đã được sử dụng hơn 100 năm nay, đường saccharin vẫn không phải là hợp chất đầu tiên được sử dụng như một chất làm ngọt nhân tạo. Danh hiệu này đáng có lẽ phải trao cho acetate chì. Ủa, chì acetate các bạn, đây. Rất bất ngờ. Được dùng làm chất tạo ngọt cho rượu vang từ thời đế chế La Mã, acetate chì còn được biết đến với tên gọi đường của chì, có thể làm ngọt rượu mà không gây ra sự lên men bổ sung. Ồ, quá thú vị. Trong khi nếu dùng các chất làm ngọt khác như mật ong, rượu vang sẽ tiếp tục bị lên men. Các loại muối của chì có vị ngọt và rất nhiều loại không tan được trong nước, nhưng tất cả đều độc. Acetate chì tan nhiều trong nước, và rõ ràng là người La Mã đã không biết về độc tính của nó. Quá nguy hiểm. Điều này khiến chúng ta phải dừng lại để suy nghĩ, nếu chúng ta muốn quay trở lại những ngày tháng tốt đẹp xa xưa, khi đồ ăn và thức uống không chứa các loại phụ gia. Người La Mã cũng chứa rượu vang và các loại thức uống khác trong các bình chứa bằng chì và cấp nước đến các căn hộ qua những đường ống bằng chì. Sự nhiễm độc chì ngày càng được tích lũy, nó ảnh hưởng đến hệ thần kinh và hệ sinh dục, cũng như đến các cơ quan khác của con người. Những triệu chứng ban đầu của nhiễm độc chì khá mơ hồ, bao gồm ngủ không ngon, chán ăn, dị ứng da, đau đầu, đau dạ dày, thiếu máu. Sau đó xuất hiện các tổn hại não bộ, dẫn đến bất ổn định về tinh thần và bại liệt. Một vài sử gia cho rằng nguyên nhân sụp đổ của đế chế La Mã là do nhiễm độc chì, khi mà giới lãnh đạo La Mã, kể cả hoàng đế Nero, đều có những biểu hiện của các triệu chứng nhiễm độc chì. Chỉ tầng lớp quý tộc cầm quyền giàu có của La Mã mới có các đường ống dẫn nước đến nhà và dùng các bình chì đựng rượu vang. Người dân bình thường phải gánh nước về nhà và đựng rượu trong bình làm từ vật liệu khác. Nếu nhiễm độc chì thực sự là nguyên nhân dẫn đến sự sụp đổ hoàn toàn của đế chế La Mã, thì đây là một ví dụ khác về một hợp chất hóa học đã thay đổi con đường của lịch sử. Đường sự khao khát vị ngọt của nó đã định hình lịch sử nhân loại
Chính lợi nhuận từ thị trường khổng lồ ở châu Âu đã thúc đẩy các chuyến tàu chở đầy nô lệ châu Phi đến tận thế giới. Không có đường, việc buôn bán nô lệ đã giảm đáng kể. Không có nô lệ, các hoạt động buôn bán đường sẽ càng giảm nhiều hơn nữa. Đường đã tạo ra chế độ nô lệ và doanh thu từ đường đã duy trì chế độ này. Tài sản quý giá nhất của các quốc gia Tây Phi, con người, đã bị chuyển đến tân thế giới để tạo nên tài sản cho những người khác. Thậm chí, sau khi chế độ nô lệ bị xóa bỏ, sự khao khát đối với đường vẫn gây tác động đến những cuộc di dân trên toàn thế giới. Cuối thế kỷ 19, một lượng lớn nhân công hợp đồng từ Ấn Độ đã đến quần đảo Fiji để làm việc trong các đồn điền mía. Kết quả là thành phần dân tộc trên quần đảo ở Thái Bình Dương này đã thay đổi hoàn toàn. Những người Melanesia bản địa không còn chiếm đa số nữa. Sau ba cuộc đảo chính trong thời gian gần đây, Fiji vẫn là một đảo quốc đầy bất ổn về chính trị và sắc tộc. Thành phần sắc tộc của các vùng đất nhiệt đới khác cũng chịu nhiều ảnh hưởng từ đường. Tổ tiên của tộc người hiện chiếm đa số trên quần đảo Hawaii là những người dân di cư từ Nhật Bản đến làm việc tại các đồn điền trồng mía trên đảo từ xưa. Đường vẫn đang tiếp tục góp phần định hình xã hội loài người. Nó là một mặt hàng thương mại quan trọng. Sự bất thường của thời tiết và sự phá hoại của sâu bò ảnh hưởng sâu sắc đến nền kinh tế của các quốc gia trồng mía và thị trường chứng khoán trên toàn thế giới. Giá đường tăng tạo nên sự ảnh hưởng liên đới tới ngành công nghiệp thực phẩm. Đường cũng đã từng được sử dụng như một công cụ chính trị trong nhiều thập kỷ. Việc bán đường cho Liên Xô đã hỗ trợ cho nền kinh tế của đất nước Cuba thời Fidel Castro. Và thưa quý vị, trong đồ ăn và thức uống của chúng ta có sự hiện diện của rất nhiều đường. Con cháu chúng ta thích ăn đồ ngọt. Chúng ta cũng thường hay mời khách các món ăn ngọt để biểu lộ lòng hiếu khách thay vì chỉ một lát bánh mì đơn giản. Những món ăn tẩm đường và bánh kẹo đã trở thành những phần không thể thiếu trong các lễ hội và các dịp kỷ niệm trong nhiều nền văn hóa trên toàn thế giới. Mức độ sử dụng phân tử glucose và các đồng phân của nó ngày càng tăng gấp nhiều lần so với thời kỳ trước đây và được phản ánh qua những vấn đề về sức khỏe như béo phì, obesity, tiểu đường, diabetes và sau răng, dental caries. Trong cuộc sống hàng ngày, chúng ta tiếp tục bị chi phối bởi phân tử đường nhỏ bé. In our everyday life, we continue to be shaped by sugar. Ok các bạn, phần đọc của chúng ta đến đây là kết thúc. Phần đường cũng đã kết thúc luôn. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi. Goodbye.